Hello luôn anh chị em, cô dì, chú thím đã quay trở lại với cái kênh của tôi. À mà trước khi vô video thì anh em đừng có quên ấn cho mình một like với là một subscribe nha. Không có nhắc anh em mất công anh em quên nữa. Thì ở trong cái trận đấu ngày hôm nay, tôi sẽ không dùng xu để mua súng. Mà suốt nguyên trận đấu này tôi chỉ cầm trên tay khẩu USB thôi. Chắc hẳn anh em lại hỏi mình, rồi nhóm làm được gì không? Như vậy là anh em không biết rồi. Có thể là mình cầm shotgun mình bắn vợ, rồi mình cầm MP40 mình bắn không có hay. Nhưng mà không có nghĩa là mình cầm súng lục là mình bờ gồ. Ủa, nói vậy là mình gà hả? Trời ơi, đâu có được. Mèn, đéc ơi, tôi mà cầm USB trên tay hén là mấy thằng địch nó gặp tôi nó phải run sợ liền. Nó sợ bắn tôi còn USB vẫn kéo tâm được nha. Bạn gặp mình ở đây là bạn xong bạn rồi. Trời đất ơi, bắn làm cái gì không biết nữa. Mày không thấy bên cạnh tao đây có một người anh em thiện lành hả? Mày KS của tao là mày xong rồi. Đồng đội gì mà tệ quái. Thôi bỏ đi bro. Mày buông tao ra để tao xử lý nó. Nó học taekwondo đó. Ủa vậy hả? Boxing hả? Mày lạng hoàng là nó múc mày luôn đó. Vừa rồi chỉ là một tiết một xàm xí của tôi với Tèo để góp vui thôi nha. Chứ chờ ơi, những người anh em thiện lành của tôi tốt dữ lắm. Trời đất ơi, còn có hai thằng cuối. Không lẽ những người anh em thiện lành không để cho tôi được mạng nào sao? À, đậu xanh đang bắn nhau bên đây à. Để tôi qua tôi co ve cho. Anh bạn chạy lên công nó trước đi. Tôi hứa tôi sẽ đứng ngoài sau hỗ trợ hết mình. Các cụ có câu, có làm thì mới có ăn. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có KS của đồng đội thôi. Rõ ràng là hồi nãy nó KS của tôi, nên là bây giờ tôi mới KS lại một mạng là què đúng không? Nhưng mà chưa xong đâu, còn thêm mấy mạng tiền lời tiền lãi đồ nữa. Cái gì vậy anh ơi? Trời ơi, sao còn có một thằng cuối hà? Có một thằng mà chia bốn đứa sao được? Thôi anh em để tôi. Bây giờ mà mình để cho bọn này ở trên đây đi săn thằng cuối thì mình mất kêu. Mình sẽ dụ nó xuống dưới hang. Chàng để coi anh em ơi, tôi biết cái thằng cuối ở đâu rồi. Ở dưới hang này nè anh em, đi theo tôi. Tôi chắc chắn với anh em 100% là nó ở dưới đây. Để tôi chạy sâu vô trong cho mấy này nó tin tưởng tôi mới được. Có bạn trẻ nào đi xuống đây không ta? Chắc ai bây giờ? Chắc mình ngu. Sổ ghi mấy bạn trẻ gì đã lừa gạt mấy bạn xuống đây. Ủa, rồi bây giờ tôi lên đường nào? Sao tôi tính đường tôi đưa người ta xuống đây mà tôi không tính đường cho tôi lên ta? Chàng ơi, thằng địch nó tự xử luôn rồi. Cái này là tại vì địch nó tự đi tự chết nha. Chứ không phải là tôi dụ anh em xuống đây xong anh em không ăn kêu được à. Vô là cái trận này mình chỉ được dùng USB. Mà hai cây USB thì cũng vậy hả đúng không? Miễn sao nó tên là USB là được rồi. Ở đâu ra vậy? Mày tin tao giả cho mỏ mày không? Ủa không được hả? Không được thì thôi, dục chứ có gì đâu mà. Người anh em của tôi lại đây làm cái gì đây? À đù, cho cái lữ hái luôn. Một cái tấm lòng cực kỳ cao thượng. Nhưng mà chút xíu tao dẫn KS của mày nha. Nói chứ ở cái trận đấu này mình sẽ đi một mình, chứ mất công đi chung với mấy thằng đồng đội nó KS của tôi nữa, không có được. Bởi vậy là một người có kỹ năng trong team nó cũng khổ lắm chứ bộ. Bạn tin rồi. Bây giờ mình sẽ chạy vòng qua bên đây, xong rồi mình lại ngược lại cái thính. Chắc chắn là có một thằng đang ngồi lút thính. À, thính chưa rớt hả? Tôi sẽ canh coi thằng nào ra lút tôi bắn tới công chuyện nó. Lớn nha. Cái này là tôi tính toán cho tôi hay là tôi tính toán cho mấy địch vậy ta? Rồi đậu xanh mày gạt luôn. Bởi ta nói đôi lúc sống trên đời sống mà không có một tấm lòng, thấy gục một cái là gạt, thấy gục một cái là gạt. Người ta là kẻ thù của nhau trong trận thì cũng phải thương yêu nhau một chút xíu, chứ có đâu mà bắn nhau tới công chuyện vậy. Ủa mà cái này game bắn súng mà ta. Sao hay ra dễ quá. Bên địch còn hai thằng, bên mình cũng còn hai thằng. Nhưng mà bây giờ thì còn một. Nhưng đồng đội tôi sao mà thua được? Mà tôi vừa nói đồng đội ai á, chứ không phải đồng đội tôi. Đôi khi thì mình cũng đặt niềm tin nhầm chỗ. Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ không tin tưởng đồng đội tôi nữa. Tôi sẽ tự thân vận động đi công qua cái hướng bên trái này. Ủa lộn, bên phải này. Ủa mà mình cầm USB mà không có đồng đội thì bắn địch đường nào? Bây giờ nó có mũ ba hết rồi, kéo lên đầu nó chắc tới ngày mốt nó mới chết quá. Không mấy giả bộ có một bạn nào chạy qua đây chung với tôi đi, bắn tiếp tôi chứ cầm cây này sao bắn địch được. Theo như cái suy luận thám tử lừng danh của mình thì chắc chắn sẽ có thằng chạy lên nhà gà. Như vậy là mình đã loại bỏ được một kẻ địch. Bây giờ mình chạy qua đây thì có xác suất mình sẽ gặp được một thằng. À đây rồi, nó bắn tôi nè. Chàng ơi, mày định làm cái gì tao? Bỏ cái trò bắn lén đó nha mày. Tao cầm có mỗi khẩu USB, nhưng mà mày đừng có quên rằng tao vẫn còn cú đấm sấm sét. À đậu xanh lại gặp địch. Mày đợi tao quấn máu cái đi rồi mày tới công chuyện mày với tao nè. Hình như là đồng đội tôi nó công qua rồi. Chạy qua KS thôi. Hello bạn trẻ, trốn ở đâu mất tiêu rồi? Mày tới công chuyện mày với tao chiến này. Không ấy mình à,
có cái cách nào mà chơi tử chiến ghép một mình không? Chứ tôi lên tôi định KS của người ta mà bị KS lại hoài. Trời đất ơi, bắn gì mà còn có một thằng địch vậy? Anh em súng hạ lưu nhân. Để thằng cuối cho tôi, để cái thằng cuối cho tôi. Tôi quấn máu xong tôi chạy qua liền. Người anh em ở bên kia chơi đi, đồ nhiều lắm đó, lút đi. Còn riêng cái thằng này để cho tôi. Không lẽ có một kill cuối mà anh em không nhường tôi được sao? À đây rồi, mày đây rồi. Tôi thiết nghĩ là nên ghép cho tôi một trận một mình là đúng luôn rồi đó. Đến cái kill cuối còn không chừa nữa. Tôi nghĩ bây giờ là tôi phải tự lực cánh sinh rồi. Bởi vì team chúng ta có những người đồng đội tệ quái. Trông chờ gì ở đồng đội nữa bây giờ. Mấy bạn đã chạy đi đâu hết trơn rồi. Mèn đét ơi, thấy tôi cầm USB cái ghén rồi đúng không? À đây rồi, địch đây rồi. Mà tôi không biết là cái trận này cầm cái này kéo tâm được bao nhiêu đam nữa. Mấy bạn địch đội nồi cơm điện lên hết trơn rồi. Tụi bay bắn nó yếu chưa? Nếu mà yếu rồi thì né ra để tôi ca ác. Mày xong. Sống ở trên đời sống mà KS hoài. Hồi nãy tới giờ bao nhiêu kêu rồi. Để tôi cứu anh bạn vậy nhen. Hy vọng là mày đừng có KS nhân kia. Tôi khổ quá mà. À đây rồi, người anh em của tôi đang bắn nhau bên đây. Cái này là tôi thấy người anh em bắn nhau khổ cực quá. Tôi qua tôi co ve yeah. Chứ không phải có ý định KS đâu. Đi hậu tiên. Đây rồi, tôi tới với người anh em đây. Nó đang ở ngoài đây đúng không? Người anh em đứng im ở đây chơi đi. Để tôi lo phần còn lại cho. À đây rồi, thấy rồi nhen. Mà đậu xanh hết lựu đạn rồi sao trời. Nhưng mà không sao, với cái khẩu USB trên tay thì cái thằng này tới cũng chuyện rồi. Mày chạy đi đâu anh bạn trẻ, định chạy đi đâu? Rồi mắc cái trứng gì mày ám tao hoài vậy? Trời là trời, tao đã cố tình chạy rồi mà mày cũng không tha tao nữa. Lại còn một thằng cuối. Thôi kỳ này tao không có dành cho tụi bay nữa đâu. Tôi bất lực, tôi gục ngã rồi. Ai bắn cái gì bắn đi, ai hạ cái gì hạ đi. Đừng có cho tôi thấy mặt nó là được rồi. Cầm cái cây USB KS không có lại ai hết trơn á. Chơi bờ như vậy sao chơi? Nổi chứ mới học 2 kill rồi còn bạn cuối bạn giả bộ ra bạn đứng trước mặt mình đi. Chứ nãy giờ tôi chưa có ăn được cái gì hết trơn á. Tôi khổ quá mà. Trời ơi, khóc muốn hết nước mắt luôn. Mà không lẽ anh em không nhường cho tôi? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nó nhường tôi một cái là nó lật ngang nó xỉu liền. Bởi vì mấy bạn không có hợp tác vậy chứ. Tôi cầm có một cây súng lục mà tôi bay bắn MP40 xong rồi tới shotgun. Mày làm như vậy mày nhắm mày coi được không? Cái trận này thì mình phải thể hiện được cái kỹ năng của mình. Chứ ông Hoàng ca ớt mà để tôi nói ca ớt kêu như vậy nhụt lắm. Đây rồi địch bên đây đúng không? Ủa vậy là bên kia hả? Hình như tôi thấy một thằng đang chạy qua nè. Mày xong mày rồi. À đậu xanh thục ra thục vô à. Trời đất ơi, đặt trái keo ra liền. Mày núp ở bên đó đúng không? Như vậy thì chuẩn bị ăn trái lựu đạn của tao đi. Thơm ngon mời bạn ăn nhé. Mày xong rồi. Trời đất ơi, kỹ lăng dữ vậy. À đậu xanh nó cũng chọi lựu đạn. Cái này người ta gọi là ăn lựu đạn nhớ kẻ chọi nè. À cái thằng cuối đây rồi. Mày tới công chuyện mà chiến này rồi. Ủa đậu xanh win rồi hả? Đồng đội tôi nó không bao giờ cho tôi ăn kêu cuối tao ơi. Bởi đồng đội gì tệ quái. Chúng ta đến với chương trình ở cuối mỗi clip. Bạn hỏi cái gì tôi trả lời cái đó. Bạn Lương Thành có comment là chú xám phải thật mạnh mẽ mới có gái theo. Vậy đó hả? Có gái theo rồi làm gì nữa em? Mày chỉ mày cũng phải chỉ vô tới chứ mày chỉ nửa mùa như vậy anh biết làm gì giờ? Bạn Ken Fan TV có hỏi mình là tại sao mình không tạo thêm một kênh vlog một tuần ra 2-3 video cũng được. À lộn, 1-2 chứ. Cái này là nó nằm ở vấn đề thời gian. Mình là một con người làm cái gì đó là phải làm cho chỉnh chu chứ không phải là làm cho có. Đó là lý do tại sao ở thời điểm hiện tại mình chưa làm được ấy. Có lẽ là anh em xem mình thì anh em cũng biết là mình tự làm video, mình tự xây content, mình tự edit bằng một cái điện thoại. Nên là cái việc làm vlog ở khoảng thời gian này nó khá là khó khăn với mình. Có thể là mình sẽ cố gắng để có thể ra sớm nhất cho anh em xem nha. Anh em có thắc mắc hay câu hỏi nào muốn hỏi tôi thì cứ để lại comment bên dưới. Còn bây giờ thì xem clip rồi xong subscribe, ấn vô nút này là like. Nhớ là bật cái chuông lên để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất nha.